Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn cái cách để mình làm cái cửa lưới chống muỗi bằng những cái nẹp nhựa như thế này các bạn. Và ở đây là cái khung cửa sổ của mình các bạn. Và để làm cái cửa lưới chống muỗi này á, khi mà mình lắp vào những cái góc này đó các bạn, cho nó chính xác á, thì ở chỗ chiều ngang này nè, thì sau khi đo xong đó thì các bạn trừ nó đi 5 mm ha. Và tương tự ở chiều dọc á, thì các bạn cũng trừ hao cho nó 5 mm. Thì sở dĩ tại sao mình phải trừ hao cái chiều dọc và cái chiều ngang là những cái góc nẹp á, mình đưa vô trong đây mà mình làm nó không được vuông lắm đó các bạn, thì nó sẽ bị cấn, nó cấn cái cạnh này và cạnh này, là lúc đó cái cửa của mình á nó sẽ rất khó lọt vô những cái góc vuông này. Và để mình cắt góc những cái nẹp này đó các bạn, cho nó thành một góc 45 độ á, khi cắt á thì các bạn để luôn cái phần nắp và phần thân chung với nhau, và mình cắt luôn như vậy á, thì nó sẽ đều. Mình không nên tháo rời cái phần nắp dưới phần thân, mình cắt riêng ra ha. Cắt như vậy vừa mất công và vừa mất đi cái độ chính xác của nó. Và cắt cái góc này đó các bạn, thì cái chỗ này nó rất dễ bị lộn các bạn ha. Ví dụ như cái cây nằm ngang như thế này, thì mình sẽ cắt góc từ mí này đi lên mí này. Lúc này đó các bạn, thì các bạn để cái thước như vậy và mình làm dấu ở đây, mình cắt cái đoạn này. Còn ở cái chiều cao này đi xuống đó các bạn, thì mình sẽ cắt góc ngược lại. Thì khi cắt góc ngược lại đó, thì lúc này đó các bạn, mình sửa cái thước này lại và mình đặt qua đây, mình gạch ở chỗ này và lấy dấu, mình sẽ cắt nó đi. Như bề ngang cửa sổ này là 1 m 15 mm, thì lúc này á, các bạn chỉ lấy dấu là 1 m 10 ly thôi, mình sẽ trừ hao 5 ly. Và kế tiếp á, mình sẽ kẻ góc vuông và kẻ góc 45 độ, sau đó cắt ra. Như vậy mình đã cắt được hai cây bề ngang và tiếp tục mình sẽ cắt hai cây chiều dọc. Và hai cây chiều dọc có độ dài là 1 m 19 cm, thì lúc này các bạn sẽ trừ đi 5 mm. Và lúc này mình sẽ làm dấu ở đoạn 1 m 18 cm và 5 ly. Và sau khi cắt nẹp nhựa xong rồi đó các bạn, thì các bạn nên vệ sinh cho nó sạch những cái ba vớ đi ha, để lúc mà mình ráp vô thì góc vuông nó mới chuẩn được các bạn. Và ở chỗ những góc vuông á, và các bạn dùng một cái đoạn nhựa của nẹp á, và các bạn dán ngang qua để cho nó cố định lại chắc chắn. Và để cố định những góc vuông này lại với nhau, lúc này các bạn dùng keo dán sắt và bột baking soda. Khi hai chất này kết hợp lại với nhau á, thì cái độ bám dính của nó rất là chắc chắn các bạn. Ở những góc vuông còn lại á, thì mình cũng làm y như vậy. Do bề ngang của cửa rộng thì lúc này á, các bạn thêm một cây nẹp ở giữa để tăng thêm độ vững chắc. Sau khi dán xong á, các bạn thấy ở những cái chỗ mối nối đó các bạn, thì các bạn thấy nó rất là chắc chắn ha. Và tiếp theo mình sẽ dùng lưới mùng và mình đặt lên nẹp và dùng nắp nẹp á, mình đóng lại. Và các bạn nhớ á, là cái nắp nẹp
của cái thân nẹp nào á thì mình phải dùng đúng cái cây đó nha các bạn. Mình không được dùng lộn ha. Nếu mà dùng lộn á thì nó sẽ không có khớp và nó sẽ xấu đi cái góc vuông.